Từ năm ngoái thì mình có một cái ý tưởng là muốn làm một cái thẻ cho thành viên Vật Vật Studio. Thì tại sao mình lại có ý tưởng này? Theo mình là cái thẻ đó nó sẽ đóng những cái vai trò đầu tiên là anh em khi mua hàng tại những cái đơn vị mà là đối tác của Vật Vờ, ví dụ như là áo phông của Vật Vờ, hoặc là chúng ta mua ốp lưng Pikachu, em sẽ được tích điểm và từ đó chúng ta sẽ đổi ra những cái phần quà mà limited chỉ có thể đổi thôi chứ không thể mua. Hay là cái thứ hai, các bạn sẽ có thể đem cái thẻ đó để mỗi khi chúng ta tham gia offline chúng ta phải check in một cách thủ công, và còn vô số những cái tiện ích khác nữa. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là khi các bạn làm được thẻ thành viên ấy, các bạn phải có một cái app nữa, vì cái app đó nó sẽ phải đồng hành để tích điểm và làm nhiều cái tác vụ khác. Và mình đã trải qua một quãng thời gian để gặp rất nhiều các bên đối tác để có thể tìm ra xem ai có thể phù hợp. Và đây là một cái thẻ anh em thử nhìn xem qua, các bạn đã nhìn thấy bao giờ chưa? Một cái thẻ mà ở bên ngoài có hình con rồng này, đấy, rất là đẹp với màu vàng và màu đen. Và phía sau của nó, các bạn nhìn thấy đi, óng ánh đẹp vô cùng. Và đây là cái thẻ gen card. Cái thẻ gen card này của NITS ấy, họ cũng cần phải hoạt động với một cái app gọi là C98 Super Wallet, nên thành ra là nó đúng cái mình cần, là vừa phải có thẻ cứng phát hành và vừa có app đấy. Và hôm nay mình sẽ trải nghiệm và chia sẻ với anh em xem là cái thẻ gen card này là nó để làm cái gì và hoạt động như thế nào. Các bạn cùng xem video review này. Đầu tiên thì mình sẽ cần phải nói về câu chuyện đó là liên quan đến tài sản. Bây giờ hỏi anh em nhé, anh em có tiền thì anh em sẽ tìm cách nào lưu trữ tài sản? Có hai cách, là những thứ mà chúng ta có thể sờ vào được như là tiền này, vàng, kim cương, sổ đỏ này, hoặc hai là chúng ta sẽ gửi online tại các ngân hàng. Và cái việc mà tài khoản ngân hàng bị hack cũng không có gì lạ, rất nhiều người đã bị mất tiền con số lên tỷ hay là chục tỷ là cũng có. Thế nên mà bảo mật là một cái vấn đề chúng ta lo lắng. Riêng đối với lại tiền bình thường đã vậy, với tài sản crypto ấy thì mọi thứ còn đau đầu hơn, bởi vì cái việc mà bị hack nó còn phổ biến và rất nhiều người gặp phải. Thế thì thường anh em sẽ có hai cách lưu trữ. Một là chúng ta sẽ dùng ví lạnh, nó thực chất gọi là cái ví nhưng mà nó không phải là cái ví này, mà nó là một cái USB. Anh em sẽ lưu trữ token của mình ở trong đấy, cái ví của mình ở trong đấy, và khi nào chúng ta cần truy xuất chúng ta sẽ phải cắm USB vào. Nhưng mà có mấy ông quên bố nó phát, thế là về sau cũng không mở ra được. Đấy là một cái điều đáng tiếc, bảo mật quá đôi khi đau đầu, mình giống mình giấu đồ xong không tìm được ấy. Khách thứ hai là ta sẽ dùng gọi là ví nóng. Ví nóng là một cái loại ví, ví dụ như mình đang dùng sàn của Binance chẳng hạn, thì mình có thể truy cập liên tục vào, mình có thể giao dịch mua bán, rút ra rút vào tùy mình, thì nó rất là tiện đúng không? Không bất tiện như kiểu là ví lạnh, nhưng nó lại dễ bị hack hơn. Đấy, thì cái nào sẽ có mặt lợi và mặt hại, và đó là lý do mà bên NITS phát hành cái gọi là gen card. Nó sẽ là một cái ví hybrid nằm giữa cả hai phương án này. Đầu tiên là khi các bạn sử dụng một cái app là C98 Super Wallet đúng không? Anh em phải đăng nhập cái passphrase private key của mình vào để có thể truy cập vào cái ví đó. Hoặc các bạn có thể tạo một cái ví mới. Nhìn chung là đây là cái chìa khóa chính của bạn. Cái dãy số này chính là cái chìa khóa quan trọng nhất. Chỉ cần mất cái đó các bạn sẽ mất hết. Nhưng khi chúng ta đăng nhập vào kết hợp cùng với lại gen card, khi đó 50% của cái chìa khóa sẽ được nằm trên cái thẻ gen card, và 50% sẽ được lưu trữ ở trên cái điện thoại này của các bạn. Như vậy chìa khóa được bẻ làm đôi. Thế thì nó sẽ bảo mật ở chỗ nào? Thứ nhất là so với những cái ví nóng thông thường của chúng ta, trong trường hợp nếu các bạn mất điện thoại, kẻ gian mà nó có hack được hay nó làm như thế nào xâm nhập được thì bạn sẽ dễ dàng là bị mất đúng không? Nhưng với trường hợp mà chúng ta sử dụng cái gen card này thì khi đó kể cả hack được cái điện thoại hay nó có truy cập vào cái ví các bạn, nó cũng không thể rút tiền, không thực hiện giao dịch gì được, bởi nó sẽ cầm một cái bước ký xác thực bằng chính cái gen card này. Thế nên nó lấy được điện thoại, nó chỉ lấy được một nửa cái chìa khóa. Trường hợp thứ hai, nếu các bạn bị mất cái gen card thì sao, cũng không sao cả, vì nó chỉ có một nửa cái chìa khóa trong này chứ nó không có làm được cái gì ảnh hưởng đến cái điện thoại của bạn. Còn trường hợp các bạn mất cả hai thì sao? Biết thế chó được, tôi đã bao giờ mất cả hai đâu, tại các bạn làm sao mà để mất cả hai. Nhưng kể cả các bạn mà chỉ đơn giản là đánh rơi mấy cái gen card này, các bạn có thể mua lại cái gen card khác và các bạn lại add cái key của mình vào đây, thế là xong. Ở đây nhá, khi mà mình đọc thì thấy bên này họ ghi một cái câu rất là hay, đó là giúp giảm thiểu rủi ro bị hack và tăng cường bảo mật tối đa ví của bạn, chứ không nói là tuyệt đối chống hack 100%. Tại vì sao ạ? Tại vì tôi đếch tin cái gì là tuyệt đối hết. Những cái thứ mà nói là tuyệt đối thì nó hoàn toàn không phải là tuyệt đối. Như kể cả cái câu này tôi nói là tuyệt đối là chắc chắn không có chuyện tuyệt đối, thì bản thân cái câu đấy cũng không phải là một câu tuyệt đối rồi. Vậy thì có cơ hội nào cái này bị hack? Thứ nhất đó là con này sử dụng công nghệ NFC. Và NFC giống như cái thẻ thang máy ấy, chúng ta dùng điện thoại Android có thể sao chép được. Và đây là con Huawei và cũng như con Oppo mình đã sao chép thẻ. Mình đã sao chép lại cái chính cái thẻ gen card này. Và bất ngờ chưa, mình đã sao chép thành công. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng chính cái điện thoại đó để thực hiện xác nhận ký giao dịch ở trên con iPhone thì không được. À thì lúc này các bạn sẽ để ý là con Huawei của mình khi sao chép nó báo luôn là cái thẻ này đã bị mã hóa. Kể cả trong trường hợp sao chép nó sẽ không hoạt động một cách chính xác.
Và kết cục là mỗi khi mà mình sử dụng cái điện thoại, mình sao chép thẻ, mình áp vào iPhone thì nó sẽ bị đờ ở đấy, hoặc là nó sẽ kích hoạt cái ví Apple Wallet của mình, Apple Pay của mình, chứ nó hoàn toàn không có ký xác nhận được. Vì vậy nên với một cái phương pháp rất phổ biến là sao chép thẻ và ăn cắp thông tin thì cái thẻ gen card này thì nó không bị. Còn có những cái phương pháp nào mà theo anh em có thể vượt qua được, anh em có thể comment để cho những người khác có thể biết, và cá nhân mình cũng mở rộng thêm kiến thức chứ mình chưa được trải nghiệm nhiều quá. Còn ấy, với mọi người vẫn khuyên là nếu chúng ta muốn đảm bảo tài sản của mình yên tâm thì đó, thứ nhất là các bạn cho vào ví lạnh ấy, mới đem đi cất giấu, đúng không ạ? Còn thứ hai nếu các bạn sử dụng bình thường thì số 1 là đừng có dùng wifi chùa, đừng có đi đâu thấy free wifi là ngon, các bạn dễ có thể là bị hack thông qua đó. Số 2 là anh em nên dùng 4G, thậm chí có thể là kích hoạt cả VPN nếu anh em cảm thấy cần. Số 3 là giao dịch chủ yếu là trên iPhone và cũng như là Mac, không phải là vì là nó quá bảo mật. Đúng là nó có bảo mật thật, nhưng mà vấn đề là thường là các cái mã độc nó sẽ không tập trung nhiều vào những cái thiết bị như là Mac hoặc là iPhone, bởi vì là số lượng bán ra nó không quá nhiều, còn Windows và Android nó là số lượng nó nhiều hơn, nên thành ra là mã độc sẽ tập trung vào đó. Còn với cá nhân mình là kể cả là Android, Windows thì các bạn cũng có thể sử dụng đăng nhập ví vào bình thường, miễn là đừng cài thêm app thứ ba, chỉ dùng đúng nguyên bản từ đầu mua về đăng nhập ví thế thôi, không cài extension, không cài thêm linh tinh vào nữa thì sẽ đảm bảo yên tâm hơn một chút. Và ở cái mức đẳng cấp nhất là anh em nói rằng là cái private key hay passphrase của chúng ta ấy, các bạn đừng có lưu, không lưu vào bất kỳ Google Drive hay cái gì cả, mà ghi ra giấy. Và khi nào chúng ta cần chúng ta sẽ mở cái giấy ra chúng ta đăng nhập. Thì đây là một cái cách rất là đỉnh cao. Mỗi tôi chưa thực hiện thì tôi cũng chẳng có tài sản gì mấy để mà lưu trong đấy làm cái gì. Đấy, vậy thì bản thân cái gen card này thì nó là hỗ trợ, đây mình xem là nó là hỗ trợ multi-chain với hơn 70 blockchain. Nhưng có một điểm thú vị là nó chỉ lưu được một ví duy nhất một lần thôi. Tại sao mình lại dùng từ một lần? Đó là tại vì nhất trong trường hợp các bạn có ví khác, bạn muốn lưu trữ thì nó sẽ ghi đè lên cái dữ liệu của ví cũ, nên các bạn cũng có thể là sao lưu ví mới vào đây. Nhưng mà đó, thì mỗi lần chỉ dùng được có một cái thôi, nhưng không thể dùng nhiều cái được. Và đấy là toàn bộ cái chia sẻ của mình sau khi trải nghiệm cái thẻ gen card. Thì từ cái sự kết hợp với app này, mình thích cái cách hoạt động như vậy, nó khá là hay. Và đây là cái điều mà mình cũng muốn là tạo ra cái app vào studio, thì là một cái dạng app nhé. Anh em có thể lên đọc tin tức này, anh em sẽ được tích điểm này, anh em có thể là đi mua hàng với những cái đối tác của bên mật vờ, anh em sẽ được tích điểm quy đổi ra quà. Và cái thẻ này đấy, các bạn có thể tap vào trong điện thoại mỗi khi các bạn muốn xác nhận khi đi offline, các bạn giao dịch ở trên đó, vân vân vân. Hay lắm, mình thích cái điều này. Thế này, những anh em nào mà thấy là cái ý tưởng này có thể triển khai được, anh em có thể liên hệ với mình thông qua email mình để có bên dưới, mình vẫn đang tìm để mà chúng ta có thể kết hợp tạo ra một cái sản phẩm để phục vụ cho cộng đồng. Đấy thì các bạn ấy đừng quên like, share, bè và hẹn anh em vào các video lần sau.